con nhớ là hình như má biết Lộc từ lúc mà Lộc thi Cười Xuyên Việt rồi làm huấn luyện viên cho tới cả bây giờ, và cả một hành trình đó là má đúng là má của Lộc luôn, yêu thương và chăm sóc cho Lộc. Má nghĩ sao về năm 2009 vừa rồi của Lộc với lại Tuấn? Lên chi vậy? Lên tại nãy má ăn rồi, nãy có nói với má ăn vui vẻ không quá không má ơi? Tự nhiên kêu lên à, kêu lên rồi phát biểu gì? Má thấy nhỏ nó làm sao? Trời ơi, nhỏ này thôi, hết cãi rồi, hết mất đi rồi, vô phương cãi lỡ. Có nghĩa là dễ thương, tình cảm nhỏ nhắn mà vui vẻ, tử tế. Đối với má Ngọc Dầu là tại vì dù cho Ngọc Dầu làm trong cái phim này một chút xíu, Ngọc Dầu cũng nhận lời. Tại vì phải có một cái chút tình để đời sau này con cháu của mình có là cái phim này có bà Ngọc Dầu đó, mặc dù một chút, nhưng mà đối với Quỳnh Lộc có nghĩa là tình cảm mẹ con, nên má mới làm như thế này. Mà làm như thế này nó rất là vui, tại vì ở đây là có con, có Diễn Phương, có tất cả mọi đứa. Mà bao nhiêu gian khổ, phim á là gian khổ dữ lắm, lấy được chút đỉnh nó cũng khổ lắm chứ không phải gì đâu. Má ơi đừng nói, má ơi đang tình cảm ơn má ơi. Không phải sao, cô tỷ làm lặp đấy, con mình có chút xíu à. Thành ra thôi, bây giờ cái phim hết sức là thành công. Mà má, bây giờ má cảm thấy má mừng nữa. Tại vì đi Úc, hồi nãy thấy có chuyến bay đi đó. Dạ, năm sau. Mà nó không cho má đi. Nó nói bà làm có chút xíu bà đi chị. Nó vậy đó. Thành ra thôi má không đi, má đợi đi Mỹ má đi. Rồi qua nhà vậy luôn ở. Cái đó nó có ngon. À thôi thì bây giờ chúc cho Quỳnh Lộc với tất cả những ý kiến, tất cả cái gì ạ, tất cả những cái gì, và cho tới nửa, tới năm nữa là chúc cho Quỳnh Lộc được cái gì theo ý nguyện, được hoàn chỉnh và được nhiều tiền, và được tên tuổi lấy lần trong phim ảnh. Con cảm ơn má. Thứ nhất là con xin được thay mặt cho tất cả những anh chị em nghệ sĩ trẻ, con chúc má luôn dồi dào sức khỏe để những cái sản phẩm sau của Lộc và của tất cả những anh chị em nghệ sĩ. Mời má, má sẽ có sức khỏe tham gia cùng với tụi con. Dạ, đi đâu nhớ đặt vé máy bay cho má. Và con nói thật là má cũng rất là thẳng thắn khi nói rằng là đúng là cái tên của nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu như là một cái sự bảo chứng cho cái tác phẩm điện ảnh đầu tiên. Và một trong những người nghệ sĩ ngày hôm nay cũng có mặt là chị Việt Hương. Em thật sự là em đã thấy được cái sự chuyển biến tâm lý từ một người mẹ trong như thế này như thế kia, nhưng mà cuối cùng xong sau đó lại mang đến những cái lát cắt khiến cho người khác phải thổn thức. Chị cho Đào Duy hỏi thật một câu là lúc mà chị đọc kịch bản thì chị cảm nhận như thế nào về cái nội dung này? Dạ, cảm ơn câu hỏi của Đào Duy rất là hay. Chắc là cả một câu chuyện dài, nhưng mà trước tiên thì Khương xin chân thành cảm ơn tất cả các chủ đề trẻ, tất cả các bạn và đặc biệt là ekip đã làm nên bộ phim Pháp Sư Mù. Chắc có lẽ là mình không có thời gian với nhau nhiều, chia ra những khoảng cách, nhưng mà tất cả những khoảng khắc mà chị ở cùng với tụi em để làm thành một bộ phim thành công để mình có buổi tiệc ngày hôm nay, thì tụi em bỏ tới 10 sức lận, chị chỉ bỏ 1 thôi. Và khi mỗi lần mà chị xuống chị thấy tụi em á, chị không biết làm sao, chị chỉ cho tụi em ăn uống thôi chứ chị không biết cách nào để chị giúp tụi em hết. Chị ăn của tụi em hả? Chị mua bánh cho em ăn, chị như hả chị chuyện thôi bỏ hả má? Dạ, chị có mua bánh cho tụi em ăn đúng không? Chị có lo cho tụi em chứ bộ. Nói chung lại là chị cảm ơn tụi em rất là nhiều, tất cả những ekip mà không bao giờ mọi người nhớ tới nhiều nhất. Nãy chị có nói với Thắng á, là ngồi trong hậu kỳ em mới chua cay đúng không? Tất cả những cái gì mình làm được mình về mình cắt mình xén từ cái. Thì một lần nữa Việt Khương xin đại diện cho thằng em, đối với Việt Khương là thằng em của Việt Khương, xin cảm ơn quý vị tất cả các bạn đã làm nên bộ phim Pháp Sư Mù. Cho Việt Khương xin kể cái này một chút xíu. Lần đầu tiên Việt Khương làm với Thắng á, thì Thắng làm bộ phim Đại Náo Vương Quy. Và các bạn có biết là lần đầu tiên Thắng mời Việt Khương với lại Thượng Viễn làm đạo diễn. Một ngày Hương gọi điện từ bên Mỹ á, mà trong đêm thì Hương phải vô cái phòng thu của ông chồng để khóa cửa lại để làm gì. Hương chửi hai thằng này một ngày chửi 3-4 lần để kêu quý vị biết không, sửa kịch bản. Dạ,
mà Thắng cũng rất là chịu nghe Việt Hương nữa, sửa cho bằng được cái kịch bản của Vua Quy Đại Náo. Nhưng tới khi Quỳnh Lập mời Việt Hương thì Quỳnh Lập là người do Việt Hương thi một cuộc thi, và anh ta là quán quân, cũng giống như Việt Hương, cũng nhỏ con, cũng lăng xăng là diễn hết mình, diễn cái máu chảy luôn hai cái đầu gối ra, và cuối cùng ảnh là quán quân và mình là người chấm. Bây giờ ảnh làm phim điện ảnh thì hai đứa mới mời chị Việt Hương tới ăn cơm, để mời Việt Hương, và Hương với tâm thế là tới đây ăn cho đã rồi về chứ không có làm, bạn biết tụi nó làm gì, thấy không? Thì tới nơi thấy có ông Thắng kèm theo nữa, thì chị mới nói là thôi chết tụi bay, kỳ này là ngày chửi năm chắc ngày chửi 10 để sửa kịch bản. Tại vì tánh Hương là phải sửa kịch bản chỉnh chu mới chịu nhận lời. Hương sửa giùm không diễn cũng được. Thì đến khi Lập đưa kịch bản chị về chị đọc xong chị đứng im, chị dám nói gì trơn, tại vì nói thiệt của em biết gì đâu sửa. Những cái câu pháp của Lập á, chị ngồi chị nghe và chị coi mà chị tròn mắt luôn. Chị thích lắm, chị nói trời cho tôi đóng dây này. Chị có nói với mấy Như, chị đóng dây này chị liễu lửa, chị léo lửa, chị chết như vơi. Sao mà nó đọc được cái câu văn nó được như vậy, mà giữa đêm không có gì 3-4 giờ sáng. Quá hay, cho nên không có sửa gì kịch bản của Lập hết. Chị có tới lúc khi duyệt, tại sao mà nãy học Tú nói là ngày nào chị cũng nhắn, thực ra có hùng tiền của chị. Quý vị biết không, phim đó em sợ phim không ra, thôi em đừng có la làng vậy nha đi. Hỏi hai đứa coi, lúc mà ăn cơm á chị có nói vậy nè, lúc mà bấm máy á chị có nói với Tú chứ, Tú ơi Tú, chị biết giúp em gì trơn á, Lập nó giỏi, nó làm kịch bản hay quá, chị biết giúp em gì, nhưng chị chỉ nói với em một điều là đi xuống dưới đó, xứ lạ quê người, xuống dưới Tiền Giang quý vị, xứ lạ quê người, lỡ mà có tiền điện chị nha, chị ôm tiền, tại chị tối diễn thì chị sẽ ôm xuống vài tỷ mình trả tiền cho ta để mình ăn nhờ ở đậu mình ngon lành nha Tú, mình có tiền mặt nha, chị chỉ nói được vậy thôi, không giúp được gì Tú hết. Đến khi mà nó cầm được cái phim nó đi duyệt rồi, ngày nào chị cũng nhắn đó. Xong chị nói, chị có nói với Tú là nếu không được ông ấy em chi tiền, còn nếu không được nữa em cắt cái phần của chị, tại cái phần của chị á là cái mặt xấu trong xã hội có thể cắt được, nhưng cái phần của ông Lập đó là pháp sư mà đâu có cắt, là cắt con với má đó, nó cắt hai má con, hai má con chị nghe, chứ cái phần bên Lập là để y nha. Cái Tú nó nói không được chị, cho có ông Đại Tâm đây nè, nói vô chỗ chiếu coi á, quá dài bên cái phía sàn sàn của mình nó vui. Cái nói nhưng mà giờ sợ nó sao, hiểu không, chị lo. Thì hàng ngày tới cái ngày cuối cùng Tú nó nhắn cho chị là chị chạy ngoài đường, chị không có chạy, tài xế chạy, chị ngồi sau lưng á, mà nó vừa mới nói là chị Hương phim duyệt rồi, mà cái tay Hương rung vậy nè, phim nói duyệt mắt chị mà mình rung hết trơn vậy, mình nói vậy là có cắt không em, là tưởng cắt hai đứa mình rung là để chửi đó, là cắt của chị. Nó nói không cắt một phút nào, mà chị không tin luôn. Chị về tới nhà chị ngồi chị nghĩ sao nó hay vậy ta, nó làm cách nào, câu này đừng có dựng lên nha. Tôi nói ê mày có chi tiền nhiều nhiều sao người ta không cắt, hiểu không? Mình nghĩ vậy đó, mình nghĩ xấu vậy. Và cuối cùng là cái người mình chấm ra, Lập chấm ra rồi, nó cũng nhỏ nhỏ như mình, cũng đi thi một cuộc thi rồi cũng được quán quân, và nó làm một cái bộ phim điện ảnh. Tới bây giờ khi báo hỏi Hương, Hương nói tôi cũng không dám làm, Hương không dám làm phim điện ảnh, chỉ có nhất áp lực đủ thứ hết, mà nó mời dàn đồng này, dàn già nè, dàn già này khó nè, dàn này cái hoàng má ít quá nó cắt sợ hết. Còn cái gì biết không, để chiều cái dàn này á thì giống như hồi nãy anh Thắng nói là các bạn quá khéo, Tú quá khéo, Tú là phải có Lập, Lập là phải có Tú. Hôm nay Hương nói với má giống như đám cưới của hai người này vậy đó, là tại vì Lập á thì giỏi nghề nhưng mà Tú rất là khéo nha quý vị, rất là khéo léo luồn lách ăn nói, rồi cái như chiều mấy người lớn tuổi, mấy người lớn tuổi nè, rồi chiều đủ thứ chuyện á, không trách được nó đúng không chị? Dạ, Tú không có trách được Tú, rất là khéo. Đó, đó là cái mà cách của Việt Hương làm việc với lại ekip này. Và bản thân Hương cũng nói là qua năm sau tụi em phải làm tiếp tục nha. Và tụi chị nếu không mời tụi chị vẫn đứng phía sau ở phần phía sản xuất để hùng tiếp em. Ý nói là vậy đó. Và để cho những cái câu này, ví như là nhóm trẻ đi, thì đại diện ở đây nhóm trẻ là có bé Như với lại bé Thảo. Thì tụi em nói những lời công tâm đúng không ạ? À? Hai người này giống như là người đánh người xoa ha, người giỏi chỗ này thì người giỏi chỗ kia nha. Nó đẹp, đẹp dễ thương lắm, Lạc nó thích. Tôi nó trắng trẻo dễ thương lắm, có liên quan tới phim đâu nè. Thôi Như em nói cái có liên quan thôi. Ủa nói gì chị? Thôi đây là Duy Hải, đây là Duy Hải. Dạ. Chị nghe đi xíu. Okay. Chị Như là cũng là một trong những cái người trợ diễn và có góp ý cho mình Lập từ khi mình Lập thi Cuộc Sống Việt. Phải nói là chị Mèo là một cái người tiền bối đi trước của mình Lập rồi.
Dạ, và hình như là cái dự án phim này thì chị Mèo cũng đã sắp xếp thời gian để cùng đồng hành với Lộc. Thì thực sự là chị cảm thấy cái năm 2019 của mình Lộc với những bước phát triển này. Dạ, đầu tiên là cho Như xin phép được chào tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Và thật sự thì Như rất là vinh hạnh khi mà mỗi cái cột mốc của Lộc đều có cái dấu răng của Như ở đó để mà có thể ở bên cạnh Lộc ăn những cái buổi ăn như thế này. Em nói chuyện hơi dung duyên, kể em chị chuyện, nhưng mà thật sự đây là những điều mà em thật sự rất muốn chia sẻ với mọi người. Là khi mà cái dự án điện ảnh này bắt đầu từ những ngày đầu là Lộc đã nói là chị Như ơi, đợt này lúc đó là ớt hoang của em, Lộc đến dự em rất là bất ngờ và Lộc nói là chị Như ơi, đợt này em sẽ cho chị một vai rất là phản diện nhưng mà sẽ làm cho người ta thương chị. Dạ, thì con lúc đó con cảm thấy con hạnh phúc lắm, tại vì thật ra hồi đó giờ cứ làm việc với Lộc là con cảm thấy là mình sẽ có được những cái vai rất là hay. Và với Huỳnh Lộc và Hồng Tú, chỉ riêng hai cái nhân vật này là khi mà Như làm việc và Như không có điều kiện, sẽ không có bất kỳ một cái điều kiện nào, xin cái gì cho đó, xin gì cho cái đó, xin ngày, nhiều khi mình càng quá mình cũng sẽ ráng mà cho. Nó xin quay cái phim thì nó lóc mình 2 tháng. Nó lóc 2 tháng rồi nó mới trả lại từ từ cũng ráng mà chịu. Nhưng mà những cái điều đó nó xuất phát từ cái niềm tin. Thật sự là Lộc với Như là từ cái thời mà hai đứa còn nắm tay nhau ra bờ kè mà quay clip, quay hình, chụp hình, thấy ghê lắm, trên mạng còn á, rất ghê luôn. Bây giờ mà khi mà đứng ở đây mà chứng kiến mà Lộc có những cái thành công như vậy, mình cảm thấy là bạn thì quá tài giỏi. Thật sự Lộc là một người có một cái tố chất mà con nghĩ như nghĩ là hiếm ai có, thế là đi đầu tiên phong về cái sự sáng tạo và dám nghĩ dám làm, đó là những cái slogan của Lộc. Thì qua đây thì Như cảm ơn chị, cảm ơn em vì đã cho chị một cái vai diễn mà rất là tròn trịa trên phim điện ảnh. Mặc dù là Như cũng góp phần phim điện ảnh cũng một số phim nhưng mà chưa có vai nào mà Như cảm thấy tròn trịa như vậy. Cảm ơn Lộc, cảm ơn Tú và cảm ơn ekip, cảm ơn anh Thắng đã hỗ trợ em rất nhiều. Khi quay về thì nhắn tin là em như này như kia. Anh Thắng là một người đạo diễn rất là nhẹ nhàng và Như nghĩ là ai làm việc với anh sẽ cảm thấy rất là tình cảm và may mắn vì có một đạo diễn mà nhẹ nhàng như vậy. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn chị Mèo. Ai đâu rồi đấy? Dạ.